Mặt trận Tổ quốc nhận được nhiều tiền ủng hộ hơn khi công khai sao kê. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, sau khi công khai sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ, số người ủng hộ và kinh phí đóng góp nhiều hơn. Trưa ngày 11 tháng 10, tại họp báo sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, ông Đỗ Văn Chiến trả lời câu hỏi của VnExpress về số tiền quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và việc điều phối sao kê. Ông cho biết việc công khai, minh bạch sao kê số tiền ủng hộ gửi về đơn vị này thời gian qua là áp lực với ban thường trực và cá nhân chủ tịch vì chưa bao giờ làm. Lần đầu bao giờ cũng khó, ông nói. Theo ông Chiến, việc công khai sao kê tiền ủng hộ nhận được đồng thuận rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc công khai sao kê như vậy không đảm bảo bí mật đời tư. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham vấn ý kiến luật sư và thấy rằng việc làm như vậy là đúng. Khi công khai, minh bạch số tiền ủng hộ thì tỷ lệ người ủng hộ và kinh phí đóng góp qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều hơn trước, ông Đỗ Văn Chiến cho hay. Tuy nhiên, để tôn trọng quyền riêng tư của những nhà hảo tâm ủng hộ số tiền lớn, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai các tài khoản quyên góp riêng biệt. Mọi khoản đóng góp vào các tài khoản này sẽ được ghi nhận đầy đủ và sử dụng hiệu quả để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn. Mặt trận cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các nhà hảo tâm và sẽ thường xuyên công khai báo cáo về việc sử dụng quỹ để đảm bảo sự tin tưởng của cộng đồng. Từ khi phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đến ngày 10 tháng 10, Ban Cứu trợ Trung ương đã nhận được 2.091 tỷ đồng. Trong đó, 1.035 tỷ đồng đã được phân bổ về 26 tỉnh thành để phân phối hỗ trợ người dân nhằm hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà. Hỗ trợ gia đình người bị chết, bị thương, mất tích, hỗ trợ lương thực, thực phẩm đảm bảo không ai bị đói, thiếu đồ ăn, nước uống, giúp học sinh quay lại trường học. Sang tuần tới, Mặt trận sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại ở các địa phương để phân bổ đợt 2 tiền ủng hộ. Đã hỗ trợ thì phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng, ông Chiến nói, đề nghị báo chí giám sát việc phân bổ nguồn lực ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Ông cho biết đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống mặt trận dùng tiền ngân sách để chi trả chi phí nhân công, vận chuyển và các chi phí khác phát sinh khi phân bổ tiền ủng hộ. Không được dùng một cắt, một đồng nào tiền ủng hộ. Thời gian qua, mặt trận đã công khai sao kê số tiền ủng hộ gửi về. Với số tiền đã được phân bổ về địa phương, Mặt trận yêu cầu niêm yết công khai danh sách số tiền từng người dân nhận được tại trụ sở Ủy ban Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai số tiền phân bổ về tỉnh, tỉnh công khai số tiền phân bổ về huyện, huyện công khai tiền phân bổ về xã, xã và thôn bản công khai tiền đến từng hộ dân. Đồng thời, vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp cuối năm, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, huyện phải báo cáo việc sử dụng số tiền ủng hộ. Với cách làm như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra, ông Đỗ Văn Chiến nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.